Bốn điểm đắt giá ở một người phụ nữ. Kính thưa quý vị, phong cách sống tinh tế, nhẹ nhàng. Người phụ nữ cao quý và đắt giá luôn là người sở hữu phong cách sống tinh tế, nhẹ nhàng. Cô ấy tự làm chủ cuộc đời mình và có khả năng tự quyết định mọi việc. Cô ấy có thể làm mọi thứ mình muốn mà không quan tâm xem người ta nói gì, bàn luận gì về mình. Miễn là cô ấy làm đúng, cô ấy sẽ luôn kiên định với con đường mình đã chọn. Phụ nữ đắt giá không làm tổn thương tới người khác, cũng không khoe khoang về thành tựu của bản thân. Họ thích cách sống hữu xạ tự nhiên hương. Đây là điều không phải người phụ nữ nào cũng làm được. Phụ nữ đắt giá thích nói ít làm nhiều, sống khiêm tốn, không khoa trương. Cuối cùng thì mọi điều cô ấy làm đều sẽ được ghi nhận. Độc lập trong cách sống, độc lập tài chính. Phụ nữ đắt giá rất độc lập trong cuộc sống, kinh tế và tinh thần. Họ làm việc có quy tắc riêng, suy nghĩ riêng. Họ sống, làm việc rất tự giác. Họ tự truyền cảm hứng cho bản thân mình, chứ không cần dựa dẫm vào đàn ông. Phụ nữ cao quý thường sống tự lập, không chạy theo xu hướng mà sống thật với con người của chính họ. Họ quan niệm rằng, bất kể họ làm gì, miễn đúng với lương tâm là được. Dù công việc họ làm có vất vả, gian nan tới đâu, miễn họ cảm thấy vui thì họ vẫn làm. Có khả năng bảo vệ bản thân. Là phụ nữ, bạn phải học cách tự bảo vệ mình. Đó là bởi vì những người phụ nữ đắt giá thường tự biết cách tự bảo vệ bản thân mình. Họ biết mình nên làm gì và không nên làm gì khi yêu. Phụ nữ đắt giá hiểu rằng yêu không có nghĩa là họ phải cho đi tất cả. Họ có thể yêu hết lòng, sống thật với cảm xúc của riêng mình. Nhưng khi họ cảm thấy rằng người đàn ông đó không xứng đáng với tình cảm họ trao gửi, họ sẵn sàng buông tay dù cho đau đớn thế nào. Một số người phụ nữ thường chỉ biết hy sinh vì người khác và tự làm những điều tổn thương bản thân mình. Thế nhưng, những người phụ nữ đắt giá sẽ không làm những điều đó. Họ biết cách bảo vệ bản thân, chăm sóc cho bản thân và làm cho bản thân mình ngày càng đẹp và đắt giá hơn. Họ biết cách thoát ra khỏi một mối quan hệ vì họ hiểu rằng muốn yêu người khác thì trước hết phải học cách yêu bản thân mình đã. Có tài năng, kiến thức phong phú. Trên thực tế, khí chất của người phụ nữ đắt giá được toát ra từ trong ra ngoài, khiến cho người khác chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy được rằng cô ấy rất đắt giá và cao quý. Những người phụ nữ đó thường sở hữu tài năng thiên bẩm cũng như kiến thức mà cô ấy đã tích lũy qua nhiều năm làm việc và cống hiến. Đó là điều khiến cho mọi người không khỏi trân trọng và thán phục cô ấy. Một người dẫn chương trình nổi tiếng đã từng nói rằng tuy cô ấy không phải là người đẹp nhất, nhưng cô ấy lại thu hút mọi ánh nhìn bởi kiến thức và tài năng của mình. Cô ấy là một người phụ nữ đắt giá. Năm kiểu đàn bà, đàn ông ghét cay ghét đắng. Kính thưa quý vị, không ai là người hoàn hảo, nhưng có những điều mà đàn ông cực ghét ở đàn bà. Nếu muốn được chồng yêu thương thì bạn hãy tránh xa những điều này. Hay cảm đàm. Tất nhiên, dù hợp nhau tê mấy thì giữa các cặp đôi vẫn tồn tại những khác biệt không thể dung hòa. Thay vì thẳng thắn trao đổi để tìm ra phương hướng giải quyết thì rất nhiều chị em lại thường xuyên cảm giảm, than phiền chàng. Bạn không biết rằng việc làm tưởng chừng vô hại và đúng đắn ấy lại vô tình khiến đàn ông khó chịu, bực bội vô cùng. Trang điểm quá đậm. Người xưa vẫn nói đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai, nên phụ nữ nào cũng ra sức làm đẹp, hòng có được thiện cảm của phái mạnh ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chính áp lực ấn tượng đầu tiên khiến cho chị em dễ quá tay lúc trang điểm, hòng muốn bản thân thật nổi bật.
bạn hoàn toàn có quyền làm đẹp, rất nên trang điểm, nhưng đừng quá lạm dụng bằng việc đắp lên mình một lớp phấn dày cộp. Lúc ấy trông bạn thật kệch cưỡng và gần như mất điểm hoàn toàn. Bắt chàng mặc theo ý mình. Dẫu biết đàn ông khi tới môi trường công sở cần phải lịch sự trong quần tây, áo sơ mi, nhưng ngoài môi trường công sở, họ lại có trong mình những ý thích riêng về trang phục. Phụ nữ có thể thích đàn ông ăn mặc bảnh bao mỗi khi hẹn hò với mình, nhưng đàn ông lại muốn mặc quần áo thoải mái. Việc bắt anh ấy phải mặc theo ý mình chính là sai lầm nghiêm trọng, khiến cho bạn trở nên phiền toái lắm điều trong mắt chàng đấy. Chen vào các mối quan hệ của chàng, nếu chàng đủ yêu, đủ trân trọng mối quan hệ hiện tại thì không cần bạn gợi ý, anh ấy cũng đưa bạn tới những buổi gặp gỡ bạn bè thân thiết. Thậm chí khi đã xác định lâu dài, đàn ông sẽ chủ động đề nghị bạn về ra mắt gia đình. Việc cố gắng tỏ ra thân thiết đòi hỏi được đưa đi cùng trong tất cả các cuộc gặp gỡ, tiệc tùng sẽ khiến đàn ông cảm thấy ngột ngạt, bị mất tự do. Hơn nữa, nó sẽ khiến bạn trở nên phiền toái vô cùng. Nói xấu người khác, con người chẳng ai hoàn hảo, ai cũng có những điểm mạnh và khuyết điểm. Tuy nhiên, việc phụ nữ luôn nhìn về những điều tích cực, luôn đánh giá người khác nhiều chiều, sẽ khiến đàn ông rất nể trọng. Ngược lại, nếu bạn thường xuyên đưa chuyện, nói xấu người khác, sẽ vô tình bộc lộ bạn là người ích kỷ, chưa chín chắn trong suy nghĩ. Khi mà cô ấy có được xe để phục vụ cho vài lần đi chơi cuối tuần cùng mọi người, thì sẽ lại nằm im ở nhà xe. Gia đình cô không ai muốn đi ô tô đi làm, vì sau vài lần được trải nghiệm sự bực mình vì tắc đường và đi làm muộn. Thế nhưng, chuyện không dừng ở đó khi phí gửi xe, phí bảo dưỡng, vài lần sửa vì va quệt làm tiêu tốn một đống tiền cho đống sắt vụn đang nằm im lìm một chỗ. Thế mới thấy, điều ngu ngốc nhất là ta cứ làm những chuyện không đáng một cách nhiệt tình, cũng chỉ để đóng vai là người giàu có, dư giả cho mạng xã hội. Bạn chỉ nên mua ô tô hay những thứ tương tự nếu điều đó thực sự là cần thiết. Vậy nên, hãy sống cho bản thân cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, chứ đừng để cho ai đó khen ngợi hay tâng bốc bạn, vì cuộc sống đó không chân thực, con người đó không phải là bạn. Nếu cứ đi theo nhịp sống của người khác, để bên ngoài tác động cuộc sống của mình, thì dễ bị lôi kéo, dễ đánh mất mình. Tốt hơn hết, ai có đua nhau xung xoe về sự giàu có của họ thì mặc họ